Trên thế gian này, e là con sẽ không tìm được một nữ tử tri thư đạt lý, hiền lương tinh tế như A Điềm đâu. Mẫu hậu, nhi thần nhi tiểu ý tốt của người. Chuyện lần này chỉ là một sự cố, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu. Con đừng nói cho qua chuyện với ta. Dù con không biết trân trọng nó, con cũng không nên cố ý sỉ nhục nó. Nó rất hiểu A Điềm. Nếu không phải nó đã quá tuyệt vọng thì tuyệt đối sẽ không tự dẫn đâu. Nếu để A Điềm tiếp tục ở lại đây, con cũng sẽ chỉ làm tổn thương nó. Cho nên ta quyết định đưa nó trở về Trường Lạc Cung. Mẫu hậu, rốt cuộc người có hiểu tại sao sự tình lại thành ra như vậy không? Nói như vậy là sao? Mới đầu người ép A Điềm tới bên cạnh cho là mẫu hậu. Bây giờ người tự ra chủ trương đưa nàng ấy đi vẫn là mẫu hậu. Từ đầu tới cuối, người từng hỏi ý của con chưa? Con cũng từng hỏi ý của A Điềm chưa? Trong lòng của người chỉ nghĩ cho bản thân mình, xem chúng con như là quân cờ của người. Mẫu hậu, người quá ích kỷ rồi. Ta ích kỷ? Thì ra con nhìn nhận mẫu thân của con như vậy. Cuối cùng con đã nói thật rồi. Bao nhiêu năm nay đối với ta con luôn lễ phép nhưng xa cách xa. Thì ra trong lòng con luôn nghi ngờ tình thương của ta đối với con. Mẫu hậu không thể trách nhi thần nghĩ như vậy. Thử hỏi mẫu hậu, có bao giờ người quan tâm đến tâm ý của nhi thần chưa? Mọi chuyện đều bắt con phải thỏa hiệp với mẫu hậu. Không lẽ những lúc con không ngon tới hậu quả tự ý làm càn, mẫu hậu cũng phải thuận theo ý con? Dù con khiến Giang Sơn Hán Thất phải chết trong tay con, mẫu thân cũng phải trơ mắt nhìn mà không được ngăn cản sao? Mẫu hậu cứ hở ra là lấy Giang Sơn Hán Thất ra nói. Nhưng người mở to mắt ra nhìn đi, là ai đang cai trị Giang Sơn Hán Thất? Là Trẫm sao? Không, là Dương gia đứng ở đằng sau lưng người. Hiện giờ trên dưới khắp triều đều là thế lực của họ Dương. Tới tôn nghiêm của hoàng tộc cũng đang bị uy hiếp. Giang Sơn Hán Thất, nếu thực sự có một ngày bị tiêu diệt, thì không phải bị diệt trong tay Trẫm, mà là bị diệt trong tay Dương gia của các người. Sao con có thể nghĩ như vậy? Nếu không có các cửu phụ của con hết dạ trung thành phò trợ ngai vàng cho con, thì dựa vào một cô nhi quả mẫu như chúng ta có sống được tới ngày hôm nay không? Từ lúc con còn chưa ra đời, mẫu thân đã nhiều đến bị hại, suýt chút nữa không giữ được mạng sống của con có biết không? Tại sao vậy? Tại sao những chuyện này con chưa từng nghe mẫu hậu nhắc tới? Ta không cho con biết là không muốn con phải sống trong ám ảnh. Cho dù trời có sập xuống, cũng để mẫu thân chống đỡ thay con. Mẫu hậu, nhi thần không thấu hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu hậu, xin người tha thứ tha. Hiện giờ tứ hải yên bình, thiên hạ an định, từ nay về sau mẫu thân không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Ngao Nhi, con có từng nghĩ tới sự bình lặng bề mặt không phải là bình lặng thật sự? Nếu con bãi nhiệm tất cả các quan viên Dương thị, vậy thì ngày mai con phải một mình ứng biến với kẻ thù tứ diện bát phương, con có biết không? Bao nhiêu năm nay, có nhiều khi ta thường gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, mơ thấy con bị người xô xuống khỏi ngôi báo hoàng đế. Thậm chí mơ thấy con bị người ta chém máu thịt nhầy nhụa. Tại sao mẫu hậu không để không thần chia sẻ cùng người nỗi khổ ở trong lòng, mà một mình âm thầm chịu đựng vậy? Mẫu hậu yên tâm đi, ác mộng cũng đã qua rồi. Từ nay nhi thần sẽ hầu hạ người đàng hoàng. Ngao Nhi, nếu ngày nào con còn chưa có thừa tự, ác mộng của ta ngày đó còn chưa chấm dứt, con có biết không? Nhi thần cũng để tâm chuyện này, dám mong mẫu hậu cho nhi thần thêm chút thời gian. Ngao Nhi, trước đây con sủng hạnh tỷ muội Triệu thị,
Tuy bất mãn, nhưng ta cũng chiều theo ý của con. Là hai người họ không biết trân trọng sự sủng ái của con có biết không? Triệu Phi Yến dâm loạn cung di, tội đáng chém đầu. Nhưng để giữ thể diện cho con, ta không truy cứu sau. Muội muội cô muội Triệu Hợp Đức kiêu ngạo ngang tàn, tới lời dạy dỗ của ta cũng không coi ra gì. Ta cũng mặc kệ cô ta tùy ý. Nhưng hai người họ thật sự không đáng để ở bên cạnh con, càng không xứng sinh thừa tự cho con có hiểu không? Mẫu hậu, cho dù là mẫu hậu không thích hai nàng ấy, nhưng cũng không thể tự ý cướp đi quyền làm mẫu thân của họ. Mẫu hậu à, muốn có người thừa tự mà cũng buộc con phải sinh con với nữ nhân do người lựa chọn sao? Ta biết con không thích mẫu hậu chuyện gì cũng làm chủ thay con. Ta chỉ muốn biết con còn thích A Điềm không? Nếu câu trả lời là không, ta lập tức đưa nó đi. A Điềm là một nữ tử rất đặc biệt. Trẫm cũng bất tri bất giác bị nàng ấy hấp dẫn. Trước đây con đối xử không tốt với nàng ấy, sau này con sẽ cố gắng bù đắp. Thái hậu. Nè, được rồi, đừng ngồi dậy, yên tâm nằm xuống đi. Lùi xuống. Thái hậu, để con tự ăn. Nằm xuống, nằm đi. Hả? Con vì ta làm nhiều chuyện như vậy, không thể để cho ta chăm sóc con một lần được sao? Nè, nghe lời, ăn cháo đi. Con phải nhanh chóng khỏe lại, có biết không? Sau khi nghe tin con gặp chuyện, ta liền suy nghĩ. Trong lòng đứa trẻ này phải đau khổ như thế nào mới làm ra chuyện ngốc nghếch tới như vậy? Mau nằm xuống đi. Ta biết là ta có lỗi với con. Đẩy con vào giữa ta và Ngao Nhi, bắt con phải chịu đựng sự bất mãn của nó đối với ta. Ta không tốt. Không, Thái hậu, là con đã phụ lòng người. Con đã phụ sự hậu đãi và kỳ vọng của người. Vì không thể đối diện với sự lạnh nhạt của bệ hạ, con mới tìm tới cái chết. Nhưng bây giờ con đã hiểu rồi. Nếu muốn có được hạnh phúc thì buộc phải sống. Con nghĩ được như vậy, ta rất vui mừng. Vậy ta muốn nghe quyết định của chính của con. Nếu như con muốn quay về Trường Lạc Cung, bây giờ ta sẽ đưa con đi. Thái hậu, Thái hậu, xin cho phép con chăm sóc bệ hạ. Bệ hạ đã tới chưa? Bệ hạ đã đi rồi. Cái gì? Bệ hạ đi rồi? Dạ, thưa Tăng Thành Điện. Tăng Thành Điện đã bỏ trống lâu rồi mà. Là có người nào mới dọn tới vậy? Ban Tiệp Dư đã từ Trường Lạc Cung của Thái Hậu chuyển về Tăng Thành Điện ở Vĩnh Hạng. Có chuyện này chuyện sao? Đám nô tài các người không có não sao? Tại sao không bẩm báo sớm hơn chứ? Bệ hạ muốn sủng hạnh ai đều dựa vào tâm trạng của ngạn. Nói thay đổi là thay đổi. Lúc nãy muội muội cười quá sớm rồi. Lửa đã cháy tới ngang mài rồi, tỷ còn nói những lời châm chọc đó. Bệ hạ sủng hạnh Ban Tiệp Dư, có lợi gì cho tỷ chứ? Được rồi, hai chúng ta đừng cãi nhau nữa. Sao Ban Tiệp Dư đó lại có được sự sủng ái của hoàng thượng chứ? Các người có nghe ngóng được chút tin tức gì hay không? Có tin đồn là mấy hôm trước Ban Tiệp Dư tự dẫn ở trong Tuyên Thất Điện, nhưng đã được cứu. Từ đó bệ hạ càng sủng ái phu nhân ấy hơn. Thật không ngờ ả ta cũng biết dùng chiêu này. Tuyên Thất Điện là nơi ở của bệ hạ, sao Ban Tiệp Dư lại tự dẫn ở đó? Là hoàng thái hậu đưa Ban Tiệp Dư qua đó. Các người lùi xuống hết đi. Xem ra hoàng thái hậu một lòng muốn lợi dụng Ban Tiệp Dư trừ khử tỷ muội chúng ta. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết như vậy. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách xoay chuyển tình thế bất lợi này. Lập tức cầu viện với lão thái bà Định Đào. Không, không thể nghe theo sự sắp xếp của lão thái bà tâm cơ độc ác đó nữa.
Nếu bà ta muốn tiếp tục lợi dụng chúng ta để đối phó với Hoàng Thái Hậu thì sẽ không để chúng ta lâm vào cảnh nguy hiểm. Tỷ tỷ à, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Chúng ta cần sự ủng hộ của bà ta. Phế vật Triệu Phi Yến này làm hư hết mọi chuyện rồi. Đúng là thành sự không có nhưng bại sự có thừa. Thái hậu, xảy ra chuyện gì vậy? Con tự coi đi. Cổ lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo tới như vậy. Tại sao hoàng thượng không ban chỉ phế cổ? Chuyện trong cung đình con không hiểu đâu. Hoàng thượng không dứt bỏ được người này, không những sẽ không phế cổ ta, ngược lại còn ra sức che giấu chuyện này. Không lẽ cứ để mặc cho dâm phụ đó tiếp tục ngồi ở trên ngôi báo hoàng hậu hoài sao? Cổ không có xứng đáng. Bây giờ không phải lúc thảo luận cô ta có xứng làm hoàng hậu hay không, mà phải nhanh chóng nghĩ cách giúp hai tỷ muội cô ta lấy lại được thiện cảm của bệ hạ. Thái hậu, tại sao lại phải bảo vệ cho họ vậy? Chuyện này con không cần biết. Tóm lại, mọi chuyện ta làm đều là vì Hân Nhi. Hân Nhi? Bọn họ có liên quan gì đến Hân Nhi? Con hỏi nhiều quá rồi.